cái dịp ngày mai cho thân nhân và bạn bè và gia đình. Chai nào cũng được anh Cường cộng tới dùng. Xin anh chị cho cô Thanh Hà một tràng vỗ tay nha. Đây là cái tấm thẻ của cô Thanh Hà. Không ngờ em bóc nó hay thiệt nha. Chú tôi. Dạ. Bây giờ tiếp một cái thông số 2 nha. Dạ, em bây giờ cứ mò mò đi như thế nào đây. Dạ. Và người thứ hai là chị Hồng Mai. À, chị Hồng Mai nha. Chúc mừng chị, hôm nay chị có một cái chai rượu đỏ mà tối nay chị có chuyện gì chị đừng có đổ thừa em. Dạ, cảm ơn chị Hồng Mai. Anh Cường tặng cho chị Hồng Mai một chai rượu. Dạ, cảm ơn chị. Tại vì mặc dù là món quà nhỏ nhỏ nhưng mà cũng là một cái niềm vui cho các anh chị là người thứ hai. Dạ. Ok. Thank you. Làm dính làm em rung. À, ok. Bây giờ là cái này là một người người ăn nha, mà tên Phước. À, chắc anh Phước về được không? Rồi bây giờ mình để anh Phước qua bên anh. Hồi nãy anh hát Still Love You vậy đó, em nhớ anh về mất tiêu rồi. Sticker note dính. Dạ, em cũng quên cái sticker note. Chắc kỳ này chắc hai anh chị này chắc uống tới sáng quá. Dạ, chúc mừng anh Lê Hoàng. Anh Lê Hoàng, cảm ơn anh Lê Hoàng. Rồi ngày mai các anh chị có gì là một cái niềm vui, ngày mai là đúng là ngày ý nghĩa cho ngày lễ tạ ơn. Cảm ơn anh chị nha. Dạ bây giờ là thôi, bây giờ mình lỡ rồi mình làm luôn nha. Còn ba chai nữa, tại vì cho dù gì đi nữa anh chị cũng ở lại đây để uống hết mấy cái champagne này mới được về nha. Hôm nay là ngày mai là em nghĩ là các anh chị sẽ được nghỉ phải không? Rồi hôm nay là chơi luôn ha. Ok. Nó rứt rứt như thế này em. Hơn Cường đánh bóng dòng đêm không? Đúng rồi, đúng đó. Rồi. Wow. Ủa? Đây, ủa, tên ai vậy đó? Không? Anh nói anh chị sớm vậy? Năm nào anh Cường cũng có tên nha. Trời ơi, giờ anh Cường chọn em con trai là chúc mừng anh Cường là xin cũng là anh Cường cũng là một cái người mà cũng là đi là cũng là vui vẻ với anh em hôm nay là xin anh Cường cứ bóc tiếp đi. Giờ em không bóc nữa, em bóc nghe hai anh chị kia lỡ có gì tối nay mất công bữa thừa em nghe. À, hai anh chị nhưng mà chúc mừng chị Minh Chi. Chị Minh Chi một chai rượu đỏ có dù xin. vui lắm vậy là hôm nay anh chị cũng có đều hết thì mỗi người nửa chai nha anh chị. Dạ. Dạ tiếp theo luôn. Rồi anh Hiếu. À, anh Hiếu. Rồi tay cuối cùng dành cho anh Hiếu với chị Hồng. Rồi cảm ơn các anh chị rất nhiều. Dù sao đi nữa em không biết như thế nào nghe, em cứ là cứ một món quà nhỏ mà em cứ nghĩ là có anh có chị uống cái chai sông ba, cái chai rượu này là một cái niềm vui. Thật sự là cảm ơn anh chị rất nhiều, tại vì em cũng không muốn là mất thời gian cho anh chị, tại vì cũng dành thời gian để anh chị hát mỗi người thêm một bài nữa và hát sẽ trọn bài hôm nay và sẽ em sẽ lao trong giờ lát. Ok, một người bạn tới nữa. Ok, và xin phép anh chị cho em nghỉ giả lao trong giây lát và sẽ trở lại ngay. À, cho dù gì đi nữa thì mà cũng cảm ơn các anh chị. Em cũng cố gắng mỗi... Thật ra em cũng đã đứng cái vị trí này cũng đã gần 2 năm rồi. À, bây giờ em cũng có một đôi lời là nếu như em vẫn còn đứng đây thì vẫn còn cống hiến cho các anh chị. Em là một tổ ráng tổ chức một cái chương trình, là một cái trách nhiệm của em đứng ở nơi này. Thì anh chị có một cái ý kiến gì hoặc là một cái thắc mắc gì cứ gửi tin nhắn và điện thoại cho em thì em cũng sẽ cố gắng để em giải quyết mọi vấn đề. Tại vì cái chương trình của em á, thì em cũng muốn lúc nào để cũng cho anh chị một cái sự công bằng và vui vẻ, bởi vì em muốn cho các anh chị là các
vui vẻ và ngày càng tốt đẹp hơn và vui vẻ hơn với nhau. Tại đây là một cái sân chơi thật sự em không làm cho em, mà em làm tất cả cho các anh chị ở đây. Nên em cứ cố gắng duy trì, cứ mỗi tuần như vậy, em cũng cố gắng và công sức của mình để mà có một cái chương trình, cho dù là nhỏ bé bao nhiêu người em cũng không có nghĩ tới, nhưng mà em nghĩ tới cái sự ấm áp và cái sự vui vẻ và công bằng cho các anh chị. Đó là cái ước mong của em, nên cái vị trí của em vẫn đứng ở nơi này. Cho dù cái thường thường ta nói cây lành nó không sợ ngã, nên em cứ đứng hoài vậy nè, thì cứ đứng miết thôi, đứng khi nào mà em có bờ vai chúng ta mới tính nha. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều, mong rằng anh chị ủng hộ, tại vì chương trình của em thì mỗi tuần thứ tư thì anh chị cũng biết rồi, em cũng phải nói cái thời gian em rất là nhiều, thông báo anh chị thì không thông báo anh chị cũng biết. Thứ tư chỉ có chương trình của anh Trúc này, anh cứ là tò và tò, anh cứ tổ chức hoài như thế này, nhưng mà biển sao mà có anh có chị là một cái niềm vui cho em. Giống như em cảm ơn các anh chị, anh Hiếu, chị Hồng và tất cả, giống như em mời chị Tuyên, và giống như hôm nay em cũng nhắn tin mời Quỳnh Hương và cô Thanh Hà, tất cả các anh chị và anh Linh, chị anh Linh và chị gì đó, Minh Chi. Chị Minh Chi, tất cả các anh chị đây em cũng đã, tại vì thật ra thì em cũng không có cái số phone nhiều của các anh chị, thì em cũng ngỏ lời thôi, bây giờ các bạn bè nào, anh chị nào tới có cái số phone thì nhắn tin dùm cho em. Nhưng mà cái đó là cái nhắn tin, chứ còn nếu mà gọi là một bầu show thì mình là cái người là thay mặt, thì mà tất cả đều là cái sự gói ghém của em là gửi đến các anh chị, là cố gắng để mà em gửi đến các anh chị giúp em, để mà ủng hộ và gọi các anh chị tới. Rồi mọi trách nhiệm là cái chỗ đứng của em hôm nay cũng rất là khó. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và em xin nghỉ giải lao trong vòng 5 phút sẽ quay lại nghe. Cảm ơn các anh chị. Em không là bằng ba là trái tiền chưa đó. Nếu em có em chắc em bỏ chương trình quá. Hay là người đó sẽ phụ với em ha. Hay quá, cảm ơn mình Hương đã phụ. Anh Nhật Trường chuẩn bị sau break anh á. Sau anh Nhật Trường chuẩn bị hôm nay phá lệ buổi nha. Không, nếu mà có thời gian thì anh chị nào mở mấy cái chai xăm banh này uống cùng. Cái này là cider đó phải. Cider. Ai uống cũng được. Ồ, ai uống cũng được. Như vậy thì tất cả ai uống cũng được thì Cường mở hay các anh chị nào mở, chúng ta uống chung với nhau cái ngày để mà tưởng nhớ tới cái ngày lễ tạ ơn của cô Thanh Hà đã đóng góp và đã gửi đến cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.